Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda WRV phiên bản 110 của năm 2024, một phiên bản màu xanh dương đậm thể thao rất đẹp các bạn nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe. Hiện tại chiếc xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy đã về với chủ nhân của mình rồi. Ở phía Tây Bắc mình thì người dân lựa chọn dòng xe Rick này rất là nhiều trong thời gian vừa qua bởi tính thực dụng của nó. Một chút nữa thì mình sẽ đưa ra những cái nội dung ấy nên mua và đáng mua với dòng xe này các bạn nha. Đây là một dòng xe mới của năm 2024 với những thiết kế thay đổi ở phần đầu xe so với những phiên bản từ năm 2023 trở về trước. Đặc biệt là được bổ sung thêm hệ thống đèn định vị trên xe. Mức giá bán trong thời điểm tháng 10 này cũng cực kỳ tốt. Một chút nữa thì mình sẽ gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể. Phiên bản thể thao sẽ được trang bị hệ thống phanh đĩa, vành đúc cùng với đó là ngàm phanh phía trước, giảm sóc phía sau và logo được sơn màu đỏ, tạo điểm nhấn cho phiên bản này các bạn nha. Tem dán năng lượng là 1,56 lít trên 100 km. Đây là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu số 2 tại Việt Nam chúng ta, chỉ đứng sau dòng xe Honda Future phiên bản 125 FI mà thôi. Khối động cơ hiện tại cũng đủ dùng, cho ra công suất lên tới vào khoảng tầm 6,46 kW, đủ để các bạn có thể trải nghiệm mọi cung đường khác nhau với dòng xe này. Tổng thể thiết kế hài hòa thon gọn. Còn lại thì những trang bị trên xe như mặt đồng hồ, loại bỏ nút tắt bật đèn của xe, chìa khóa 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên cũng như các nội dung trên xe đều được trang bị đầy đủ các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn ngắm với chìa khóa 4 trong 1, chỉ cần đưa chìa khóa về vị trí siết thôi là có thể mở được yên xe một cách dễ dàng, không phải rút chìa khóa ra xuống yên xe để mở phần hông xe như mẫu xe Honda Grand Pha hay một số những mẫu xe khác nữa. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe cũng được làm rất là thon gọn, tích hợp chung đèn xi nhan lên phần đèn hậu của xe. Nhìn ở góc độ phía sau này các bạn nhìn thoáng qua rất giống với mẫu xe Honda Winner V1 trước đây. Giảm sóc đôi phía sau được sơn màu đỏ cực kỳ cuốn hút, đáng để quan tâm. Mọi nội dung trên xe đều thiết kế hài hòa thon gọn, tạo cảm giác nó cũng ấn tượng, dễ dàng có thể điều khiển với dòng xe này. Logo RX được in nổi 3D, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Có thể nói một điều rằng đây là một mẫu xe đáng để quan tâm và lựa chọn với những gì mà nó mang lại trong thời điểm hiện tại, bởi tính thực dụng của nó các bạn nha. Hiện tại là một dòng xe số với tổng thể thiết kế nhỏ gọn, hài hòa, dễ dàng điều khiển. Kết hợp với đó là tính thể thao phong cách cũng có được trang bị trên mẫu xe này. Trang bị thì cũng điển hình tiên tiến, bổ sung thêm hệ thống đèn định vị. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe thì vẫn đang trang bị ống halogen thôi, nhưng cũng là đủ xài rồi. Kết hợp với đó, đây là một mẫu xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI. Dù chung khối động cơ 110 phân khối, nhưng công suất mô men xoắn của nó lại lớn hơn so với những mẫu xe còn lại đến từ hãng Honda như Honda Grand Pha này, Honda Blade hay một số những mẫu xe đối thủ như dòng xe Sirius phiên bản 110. Tuy nhiên, với công suất mô men xoắn lớn hơn, nhưng khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó lại vượt trội hơn khi chỉ ăn xăng ở mức là 1,56 lít trên 100 km, một điều đáng nói với cái mẫu xe Rick này các bạn nha. Với rất nhiều những thứ đáng để quan tâm như vậy thì đây vẫn là một mẫu xe được lựa chọn rất nhiều, doanh số bán ra cực kỳ ok và rất đáng mua trong thời điểm hiện tại. Còn về phần giá bán của xe, không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể của dòng xe này trong thời điểm mà tháng 10 năm 24, để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua các bạn có thể tham khảo. Tổng cộng sẽ có 6 màu sắc của dòng xe Redix chia đều cho 3 phiên bản. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn sẽ gồm có 2 màu sắc là phiên bản màu đen bóng và phiên bản màu đỏ bóng, trang bị hệ thống phanh cơ vành nan hoa. Giá bán hiện tại của nó là rẻ nhất vào khoảng tầm 22.600.000 đồng. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Trong khi đó, phiên bản đặc biệt thì thiết kế của nó tương tự, nhưng ở đây các bạn lưu ý cho mình là nó sẽ có trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa mà thôi, cùng màu sắc đen nhám vàng đồng. Giá bán hiện tại của nó là 24.100.000 đồng, 24.100 các bạn nha. Còn đối với phiên bản thể thao các bạn đang theo dõi, nó sẽ có 3 màu sắc liền. Ngoài màu xanh dương đậm các bạn đang nhìn cận cảnh ở đây, sẽ có thêm phiên bản màu trắng đen và phiên bản màu đỏ đen. Giá bán hiện tại cao nhất vào khoảng tầm 25.900. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký. Tùy theo hộ của các bạn ở thành phố hay ở huyện, tiền đăng ký của nó sẽ khác nhau một chút các bạn nha. Các phiên bản thiết kế trang bị là tương tự giống nhau, đâu đó chỉ khác ở dàn chân của xe là chính thôi. Giữa phanh cơ vành nan, phanh đĩa vành nan và phanh đĩa vành đúc, các bạn có thể lưu ý thêm cho mình như vậy trong thời điểm hiện tại. Với những bạn nào đang quan tâm tới dòng xe này, các bạn hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe. Đại lý là xe máy Lai Châu với địa chỉ số 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Hoặc các bạn có thể qua với
liên hệ thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý số điện thoại 0969188283 sẽ được tư vấn cụ thể về dòng xe này. Toàn bộ mức giá bán các nội dung đã bao gồm thuế VAT cam kết 100% các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại thì chương trình khuyến mại dành cho dòng xe này đã hết rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ liên tục cập nhật những chương trình mới để các bạn có thể theo dõi. Trước đây ở thời điểm tháng 9 thì mẫu xe sẽ được tặng thẻ cào trị giá 500.000 đồng hoặc tặng 2 mũ bảo hiểm 3/4 đến từ công ty Honda Việt Nam. Còn trong tháng 10 này thì chắc chắn cũng sẽ có những chương trình khuyến mại mà thôi để kích cầu trong thời điểm cuối năm các bạn nha. Mình sẽ liên tục cập nhật ở những video tiếp theo để các bạn có thể theo dõi. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Mình đã quay riêng với một phiên bản chiếc xe Rig ấy, với phiên bản màu xanh đậm rất đẹp, rất đáng để quan tâm để các bạn cùng tham khảo cùng mức giá bán mới nhất trong thời điểm tháng 10. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung như vậy các bạn nha. Rồi, các giá này của mình, nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Giá số các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.